những tiếng trống dồn dập cùng tiếng hô vang mạnh mẽ là tiết mục hòa tấu trống hào khí trời Nam do đội ngũ cán bộ, y bác sĩ bộ môn trung tâm chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 103 thể hiện. Đây cũng là tiết mục đầu tiên tạo nên một không khí hào hùng và sôi động, mở màn hội diễn nghệ thuật quần chúng Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y năm 2023 diễn ra tối ngày 27 tháng 11. Đây không chỉ là sân chơi nghệ thuật bổ ích và ý nghĩa, mà còn là nơi giao lưu văn hóa, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lâu đời của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng lần này có 45 đội với gần 100 tiết mục. Các tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu về nội dung trang phục, đạo cụ, có chất lượng nghệ thuật cao, mang nhiều màu sắc phong phú sinh động, nhiều tiết mục sôi động, trẻ trung, dí dỏm, lôi cuốn người xem. Thông qua hội diễn nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ sâu rộng trong mỗi đơn vị nói chung và từng cá nhân nói riêng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, đồng thời khơi dậy và phát triển tiềm năng văn hóa nghệ thuật trong mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong bệnh viện. Đây cũng là dịp để cán bộ, y bác sĩ, nhân viên, chiến sĩ bệnh viện có cơ hội giao lưu, học hỏi, thiết thực nâng cao đời sống, qua đó đánh giá thực chất kết quả hoạt động văn nghệ quần chúng tại các cơ quan đơn vị. Các vị chỉ huy chúng tôi đã họp và bàn bạc và kế hoạch luyện tập, tranh thủ vào ngày nghỉ, giờ nghỉ và bố trí cái lịch trực làm sao là hợp lý để luyện tập. Đội của chúng tôi là đội trống nên là số lượng con người tập là gần 20 con người, nên việc bố trí công việc làm sao cho hợp lý là rất quan trọng để đảm bảo anh em vừa hoạt động tốt và chuyên môn nhưng mà vẫn có thể thực hiện được nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị. Các diễn viên tham gia hội diễn đều nêu cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm, thể hiện tốt nhất tác phẩm, chương trình của đơn vị mình. Ban giám khảo chấm điểm bảo đảm công bằng, khách quan, chính xác, cán bộ chiến sĩ tích cực cổ vũ động viên các đội tham gia, tạo không khí sôi nổi, vui tươi. Tôi thấy buổi thi là sân chơi nghệ thuật ý nghĩa và bổ ích, và còn là nơi giao lưu giữa các cán bộ, nhân viên, giữa các khoa nói riêng và bệnh viện nói chung. Đây cũng là dịp để cho các tài năng trẻ được bộc lộ cái tài năng của mình, từ đó thì nâng cao cái trình độ về biểu diễn, về biên kịch, các tiết mục phục vụ cho nghệ thuật quần chúng. Tham gia hội diễn lần này, chúng tôi cảm thấy rất là hồi hộp. Chúng tôi đã luyện tập trong vòng 2 tháng, mặc dù công việc chuyên môn rất là bận, nhưng chúng tôi đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực luyện tập để đem đến những tiết mục hay và đặc sắc. Các tiết mục tại hội diễn thể hiện tình yêu quê hương đất nước Việt Nam, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, khắc họa sinh động phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống quân đội, đặc biệt là hình ảnh những người bác sĩ quân y luôn hết lòng vì bệnh nhân đã góp phần khẳng định sự nỗ lực rèn luyện phấn đấu, xứng danh bộ đội Cụ Hồ của cán bộ y bác sĩ, học viên Bệnh viện Quân y 103 trong huấn luyện, học tập và công tác. Hội diễn sẽ bế mạc vào tối ngày 29 tháng 11.